Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 2 bài 19 Dây Thế Kỷ, sách giáo khoa môn toán lớp 4, bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 67 nào. Rồi, chúng mình đến với cái bài số 1 này. Người ta hỏi điền cái số nào? Đấy, như vậy ở đây chúng ta có này, 5 ngày thì bằng bao nhiêu giờ? Đấy, vậy thì các em lại lưu ý cho thầy này. Chúng ta cần phải biết được là 1 ngày á, thì có bao nhiêu? Thì có 24 giờ. Được chưa? Đấy, vậy thì 5 ngày, 5 ngày thì có bao nhiêu giờ? À thì chúng ta sẽ lấy số giờ của 1 ngày nhân lên cho 5. Như vậy bằng bao nhiêu? 5, 4, 20 viết 0 nhớ 2. 5, 1 là 5 x 2 là 10, 10. 5, 4, 20, 0 nhớ 2. 5, 2 là 10, nhớ 2 là 12. Như vậy sẽ có 120 giờ. Được chưa? Đấy, chúng ta nhớ nha, 1 ngày thì sẽ bằng 24 giờ. Vậy thì 5 ngày sẽ là 120 giờ. Ok. Rồi, cái đơn vị tiếp theo này, 2 tuần thì bằng mấy ngày? Đó, vậy thì các em cũng cần phải nhớ lại được là gì? 1 tuần thì bằng mấy ngày? 7 ngày, đúng không? Vậy thì 2 tuần thì sẽ bằng mấy? 7 nhân 2. Vậy thì 7 nhân 2 là mười mấy nhỉ? 14 ngày. Được chưa? Rồi, 4 giờ 10 phút thì bằng bao nhiêu phút? Phần này thì dễ rồi đúng không? 4 giờ 10 phút này thì có phải nó sẽ bằng 4 giờ cộng với 10 phút đúng không? Vậy thì 4 giờ, 1 giờ là 60 phút. Vậy thì 4 giờ là 60 nhân cho 4 đúng không? Cộng cho 10 phút đúng không nào? 60 x 4 thì có phải đây là 240 phút cộng với 10 phút đúng không? 240 cộng với 10 thì bằng 250 phút. Được chưa? Đó, vậy thì đây chúng ta sẽ điền là 250. Ok. Xong câu A nhé. Rồi, bây giờ đến câu B này. 2 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Thì các em nhớ rồi đúng không? Trong tiết 1 thì 1 giờ là bằng bao nhiêu phút? À, 60 phút đúng không? 2 giờ thì chúng ta lấy 60 nhân cho 2. 60 nhân 2 là 120 phút. Ok. Rồi, 28 ngày thì bằng bao nhiêu tuần? 28 ngày bằng bao nhiêu? 1 tuần thì có 7 ngày đúng không? Vậy thì 28 ngày thì chúng ta sẽ lấy 28 chia cho 7 thì sẽ ra số tuần. 28 chia 7 bằng 4. Ok. Tương tự, 2 phút 11 giây bằng bao nhiêu giây? Đó, vậy thì các em chỉ cần đổi này, 2 phút là 60 x 2 là 120 giây. Đúng chưa? 120 giây cộng cho 11 giây. Như vậy 120 cộng 11 thì sẽ là 100 bao nhiêu? 31. Được chưa? 131 giây. 131. Ok. Xong. Sang bài số 2 nhá. Lễ kỷ niệm 300 năm thành phố Sài Gòn. Nay thì chúng ta không gọi là thành phố Sài Gòn nữa đúng không? Mà là thành phố Hồ Chí Minh. Được tổ chức vào năm 1998. Vậy thì thành phố Sài Gòn được thành lập vào năm nào? Và năm đó thuộc thế kỷ nào? Đó, vậy thì muốn xác định được cái thành phố Sài Gòn này được thành lập, tức là ra đời vào năm nào,
thì chúng ta phải làm sao? Dựa vào cái năm tổ chức này này, tức là năm 1988 thì thành phố Sài Gòn này là bao nhiêu? 300 năm tuổi rồi, đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ tìm cái gì nhỉ? À, trước hết chúng ta phải tìm là gì? Thành phố gì? Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn nay là thành phố Hồ Chí Minh các em nhé. Được thành lập vào thời gian, hay là vào năm cũng được, đúng không? Vào cái thời gian là, hay là vào năm là. Đấy, vậy thì các em sẽ lấy này. Cái năm 1998 là nó tròn 300 năm, thì chúng ta trừ đi 300 năm. Đó, ví dụ như là gì? Ví dụ như em sinh năm 2014, đúng không? Vậy thì đến năm nay là em sinh nhật lần thứ 4, đúng không? Sinh nhật lần 4. Tức là gì? Vào năm 2014 thì em tròn 4 tuổi. Vậy thì em sinh nhật năm nào? Thì muốn biết năm sinh nhật của em, ta chỉ cần lấy 2014 trừ đi cái năm mình gì? Tròn về tuổi sinh nhật thì sẽ ra năm 2010. Đúng không? Đấy, vậy thì thành phố Sài Gòn của chúng ta cũng vậy. Rồi bằng bao nhiêu? Nháp ra. 1998 là tại thầy nghĩ tới số 8 nên viết số 8 trước. Trừ đi 300. Đúng chưa? 8 trừ 0 bằng 8, 9 trừ 0 bằng 9, 9 trừ 3 6. Như vậy thành lập 1698. Được chưa? Thành lập vào năm 1698. 1698. Được chưa? Tức là thành phố Sài Gòn Gia Định đấy các em. Vậy thì năm này thuộc thế kỷ nào? Vậy chúng ta trả lời này. Vậy thì năm 1698 đây. Đó. Thuộc thế kỷ nào nhỉ? Nào. Không phải là số tròn trăm, vậy thì 16 cộng 1 sẽ là thế kỷ thứ 17. Ok. Nhớ thế kỷ chúng ta phải viết bằng số La Mã nhé. Rồi. Sang bài 3. Chọn thời gian thích hợp cho mỗi sự việc. Như vậy đây có 3 sự việc và đây có 3 cái mốc thời gian. Các em thấy này, nam chạy 100m. Chạy 100m mà chạy 78 năm thì như thế nào nhỉ? À, cái này còn chậm gấp nhiều lần con rùa, đúng không? Do vậy đáp án 78 năm bỏ nhá. 100m trong 20 giây được không? Được, đúng không? 100m mà chạy trong 1 giờ thì có ổn không? Không ổn. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án phù hợp nhất ở đây sẽ là gì? 20 giây. Rồi. Thời gian chuyến bay Hà Nội Đà Nẵng. Một chuyến bay mà bay 78 năm thì liệu có đủ nhiên liệu để bay không các em? À, không có đủ xăng để mà bay, đúng không? Đó, do vậy cái chuyến bay này này nó chỉ là gì? Thời gian 1 giờ là hợp lý. Ok. Rồi, tuổi của cây gõ đỏ. À, như vậy thì chỉ còn một đáp án này thì chúng ta sẽ chọn tuổi của cái cây này thôi, đúng không? Đó. Như vậy ổn chưa? Ổn chưa nào? Rồi nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến bài tiếp theo, bài số 4 nào. Điền cái số nào? Như vậy ở đây ta cho này. Một chiếc máy bay thực hiện 400 chuyến bay mỗi năm. 400 chuyến bay mỗi năm, tức là 1 năm. Thì nó bay bằng bao nhiêu? Bay là 400 chuyến. Rồi. Biết máy bay bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết năm 2009. Vậy thì máy bay thực hiện bao nhiêu chuyến bay?
À, như vậy các em thấy này, từ ngày 1 tháng 1 năm 2001, đúng không, cho đến ngày 1 tháng 1, đúng không, năm 2010, đúng không, tức là gì, nó sẽ tròn, tròn đây chúng ta không cần lấy ngày nữa đi, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến năm 2009 này này, thì chúng ta sẽ xem là nó bao nhiêu năm, đúng không, đúng chưa, đúng chưa. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ ghi cái này trước này, từ năm 2001 đến 2009 thì có số gì? Số 5 là, được chưa? Như vậy các em sẽ lấy gì? 2009 trừ 2001. Đúng không? Phải không nhỉ? Rồi cộng thêm 1, đúng không? 2009, 2009 trừ 2001 này phải cộng thêm 1 nữa nhé các em. Đó thì nó mới ra cái số 5 nha. Bởi vì đây là gì? Đây là cái dãy số tự nhiên liên tiếp. Trong cái bài mà tính số cái cọc mà từ con vẹt cho đến bài gì nhỉ? Cái trước chúng ta mới làm ở đây nè. Từ con gì đến con vẹt biển đó các em. Ở đây nè. Đúng không? Đấy, tức là trong cái bài này thì chúng ta đã tìm hiểu nè. Con Hải Âu đến con vẹt biển đó có bao nhiêu cái cọc này. Đấy thì các em đã làm và thầy đã hướng dẫn ta công thức đối với những cái số mà dãy số tự nhiên nó hơn kém nhau một đơn vị. Thì các em sẽ lấy số cuối này, trừ đi số đầu và phải cộng thêm gì? Cộng thêm 1. Đúng không? Đó. Như vậy thì ở đây cũng vậy nhá. Đây là cái công thức đó, nhớ lại thôi đúng không? Rồi, 2009 trừ 2001 cộng với 1 thì bằng bao nhiêu năm? Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 9 trừ đi 1 bằng 8 là 8 năm. 8 năm cộng 1, 8 năm cộng 1 thì bằng mấy? À, sẽ bằng 9 gì? 9 năm. Rồi, như vậy thì cứ mỗi một năm thì bay bao nhiêu? 40 chuyến, à 400 chuyến bay, vậy thì 9 năm. Tính được không? Tính được không các em? Quá đơn giản đúng không? Vậy thì chúng ta tính được là gì? Vậy máy bay đã thực hiện bao nhiêu chuyến bay? Đến đây chúng ta trả lời là gì? Vậy thì số chuyến bay, máy bay thực hiện là, được chưa? Các em sẽ lấy bao nhiêu? 400, một năm là 400, nhân lên cho 9 năm. 4 nhân 9, 3, 36, như vậy sẽ ra là 3.600 chuyến. Được chưa? Vậy thì chỗ chúng mình cần điền ở đây là gì? 3.600 chuyến. 3.600 chuyến này. 3.600 chuyến bay. Ok. Xong chưa? Xong nhá. Rồi. Sang bài số 5 nào. Năm Nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày. À, như vậy chúng ta học lịch ở lớp 3 chúng ta biết rồi đúng không? Một năm có 12 tháng thì riêng tháng 2 thì là 28 ngày. Tuy nhiên thì cứ 4 năm thì tháng 2 sẽ có một ngày nữa, đó là 29 ngày đúng không nào? Rồi câu A ta hỏi cái gì đây? Biết rằng các năm nhuận của thế kỷ thứ 21 là 2004, 8, 12, 2096. Wow! Hỏi thế kỷ 21 có bao nhiêu năm nhuận? Đây, bài toán này lại quay về dạng công thức rồi nè. Như vậy các em thấy này, đây là một cái dãy số này. Mà cái dãy số này này, nó lại hơn kém nhau không phải như bữa trước. Mà nó hơn kém nhau là mấy? 4 đến 8. Như vậy hơn kém nhau là 4 đơn vị nha.
4 đơn vị. Vậy thì chúng ta chỉ áp dụng cái công thức. Công thức nào? Công thức kia thôi. Để chúng ta gì? Tính. Đúng không nào? Hỏi thế kỷ này có bao nhiêu năm nhuận? Thì chúng ta sẽ trả lời. Vậy thì thế kỷ 21 có số năm nhuận là, đó, các em sẽ lấy năm cuối này, năm cuối là 2096 trừ đi năm đầu này 2004. Nhưng nhớ ở đây chúng ta không cộng thêm 1 mà phải cộng thêm gì? Khoảng cách 4 năm. Đó, được chưa? Như cái bài ở trên á, thì chúng ta thấy từ năm 2001 đến 2009 thì 1 đến 2 đến 3 đến 4 thì nó khoảng cách nhau là mấy? 1 năm. Vậy thì thằng này nó khoảng cách nhau là mấy năm? 4 năm. Đấy, thì các em sẽ cộng vào cho thầy thêm 4 nữa thì nó sẽ ra tổng số 5 nhuận nhá. Mẹo làm bài này rồi đúng không? Rồi chúng ta làm nháp vào đây coi. 2096 trừ 2004. 6 trừ 4 bằng 2, 9 trừ 0 bằng 9, 0, 2 trừ 2 hết. Như vậy nó sẽ có bao nhiêu? 92. Được chưa? Có 92 năm nhuận nha. Ok. Phải không nhỉ? Nhiều thế nhỉ? Cái này có chuẩn không ta? 96 trừ đi 2004 ra 92. Cái này phải chia về khoảng cách chứ sao cộng thêm khoảng cách được nhỉ? Này chia cho 4 nè kìa. Chia cho 4, chia cho khoảng cách rồi cộng với 1 mới đúng. Như vậy này ta phải chia cho 4 nhá. Chia cho 4 để cộng 1. Đây. 2096 trừ 2004 chia cho 4 cộng cho 1. Đó. Như vậy chúng ta đây bằng bao nhiêu rồi? 92. 92 các em chia cho 4. 9 chia cho 4 được mấy? Được 2, 2, 4 là 8 còn dư 1. 12 chia 4 được 3. Hết. Như vậy sẽ là 23. 23 cộng 1. 24 năm là có lý. Đó, như vậy nó sẽ có là 24 năm. Ra 92 năm như vừa nãy thì hơi nhiều, đúng không? Đó, các em sẽ chia cho cái khoảng cách nha. Chia cho cái số khoảng cách 5 này. Và chúng ta cộng thêm gì? Cộng thêm 1. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có là gì? 24 năm nhá. Như vậy câu A được chưa? Rồi, giờ đến câu gì? Câu B. Năm cuối cùng của thế kỷ 20 là một năm nhuận. Hỏi năm đó là năm nào? À, như vậy chúng ta biết năm cuối cùng. Năm cuối cùng của thế kỷ 20 quá dễ rồi đúng không? Là một năm tròn, tròn trăm. Năm cuối cùng của cái thế kỷ gì? 20 này. Là một năm nhuận thì nó sẽ là năm bao nhiêu đó nào? Là năm 2000 đúng không? Đó. Vậy thì năm đó là năm nào? Wow, xong rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là năm cuối cùng của thế kỷ 20. Thế kỷ 20 bắt đầu từ năm 2001 cho đến gì? À xin lỗi, cho đến 2001 cho đến năm 2000 nè. Như vậy nó sẽ bắt đầu từ gì? Năm 1901. Đúng không? Cho đến năm 2000 này. Đấy, đây là 100 năm nằm trong thế kỷ thứ 20 của chúng mình nhá. Rồi, được chưa? Đấy, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái bài số 5 này. Và nhớ cho thầy cái công thức ở đây nhá. Công thức ở đây là cái số 5 nó khác so với hai cái bài trước mà mình đã từng gặp. Phải chia cho khoảng cách rồi cộng thêm 1. Ok. Hẹn gặp lại các em ở trong bài 20. Đừng quên là chia sẻ kênh nhé.